Xin chào toàn thể em nha. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Cơ sở tôi vừa về cái đồ máy đánh bài ha. Số lượng rất là nhiều và cũng tương đối là nhiều mẫu mã nha anh em. Nó phù hợp với rất là nhiều cái phân khúc để cho anh em lựa chọn ha. Ví dụ như cao cấp thì có dòng máy C700 ha. Tầm trung thì có dòng máy iPhone 13 Pro Max đó. Mẫu mã thì rất là nhiều và giúp anh em lựa dễ rất là dễ dàng để mà lựa chọn một cái sản phẩm để cho anh em chơi trong những ngày lễ Tết sắp tới nha. Đây là cái con máy đánh bài giá mềm nhất hiện giờ, là con máy đánh bài Samsung A02. Con này thì giá của nó cũng mềm, trang bị cho anh em pin rời nè, đầy đủ và cái tai nghe kỹ thuật số. Nãy giờ những cái dòng máy sau dùng tai nghe kỹ thuật số hết à, nên nó là anh em cứ yên tâm về cái phần kín đáo, không có sợ bị nghe tình trạng nghe trộm nghe lén gì hết đó. Anh em thấy cái dòng máy này là camera nó quét góc rộng và cái trang bị cho anh em hai quả pin rời này, nên nó là anh em chơi cả ngày vô tư ha. Pin nó thì 2 viên, 1 viên này thì bèo bèo cũng phải hơn 2 tiếng, 2 viên thì tầm 4 tới 6 tiếng ha. Với anh em muốn chơi lâu hơn thì một cục sạc và một cục chơi là chơi thoải mái cả ngày, không cần phải gắm sạc dự phòng đó. Đây tôi sẽ test thử cái dòng máy này cho anh em xem. Về mẫu mã thì cái con này giống y chang cái con điện thoại Samsung ha, nên nó là anh em cứ chơi đi chơi cực kỳ dễ dàng để đem vào sòng vào sới nha. Còn về cái bên trong á thì nè, anh em thấy cũng rất là ok này, nó không có gì là bất thường rồi đó, không đâu có gì là máy đánh bài để biết gì ở đây ha. Cảm ứng rất là mượt mà. Để phần chơi vào phòng máy đánh bài á là phải đăng nhập vào cái đồng mã thì mới vào được. Đây giờ tôi sẽ thử. Lưu ý khi mà anh em mua máy đánh bài này á là phải chỗ nào phải chơi được, đưa được bài của mình vô mới chơi nha, chứ không phải là anh em lấy bài chợ về mà cái máy này về cho bài chợ không được đó, nên em lưu ý. Này mình đăng nhập vào nè, cái giao diện bằng tiếng Việt hết nên cực kỳ dễ dùng đó. Hỗ trợ cho anh em chơi nó tất cả các dòng bài Việt Nam đều hỗ trợ hết đó, thấy không? Rất là nhiều loại bài. Dòng này đó là được mở rộng cái bộ nhớ hơn một tí là anh em có thể cài được 5 trò chơi, cài được 5 trò chơi ha. Còn hỗ trợ thì cả 100 loại đó. Anh em mua máy ở chỗ nào cũng vậy thôi anh em ha, mua chỗ cái cơ sở của tôi hay là ở những cơ sở khác cũng vậy. Việc đầu tiên đó, thì tôi khuyên anh em là nên kiểm tra cái uy tín chỗ cái lý anh em mua nha, coi thử nó có làm ăn uy tín hay không, cơ sở có đổi chỗ này nay đổi chỗ này mai đổi chỗ kia hay không đó, anh em lưu ý tìm hiểu thiệt là kỹ. Tiếp theo thì anh em phải kiểm tra cái tốc độ của camera xử lý bài đó, nó có phù hợp với chỗ sân chơi của anh em hay không. Những chỗ anh em nào mà chơi dễ thì sao cũng được, những chỗ khó khó hơn một tí thì anh em phải thử cho thiệt là kỹ nha, chứ anh em mua máy về mà người ta anh em làm bài xong để xuống người ta chia hết bài thì máy mới báo là coi như vứt ha, không hiệu quả. Đây nên nó là anh em có thiệt là thì hiểu thiệt là kỹ. Đây tôi sẽ test thử cái dòng này cho anh em xem, cái dòng máy Samsung A02 nha. Samsung A02 giá của nó mềm nhưng mà hỗ trợ cũng rất là ok. Đây giờ sẽ thử cho anh em này. Về vấn đề bài á là anh em không phải lo đâu, anh em mua máy bên cơ sở tôi á, sẽ tặng kèm cho anh em là từ 1 tới 2 cây bài tùy theo thời điểm nha. Bài thì giống 100% bài ngoài chợ, anh em chỉ cần luồn bài vào sân chơi là anh em chơi thoải mái rồi ha. Bài thì ví dụ như đây bài 2K này, hay những bài xanh bài đỏ rồng vàng rồng đỏ gì đó là đầy đủ hết, 2K01 2K19 đó, tùy theo chỗ sầm sới của anh em á là anh em chơi bài nào thì tôi sẽ cung cấp là bài đó, không phải đang tăng người vấn đề đó đâu nha. Ai à, mày ba tiêu đoạn quên lấy ba con tiêu rồi. Giống y chang mà chợ em khác gì hết á. Đây tôi thử camera cho anh em xem này nha, em để xuống này báo rất là nhanh không, làm bài xong này ví dụ như anh em để xuống là cắt ra bài ở liền này không, báo rất là nhanh ha, nó quét cũng rất là ok này, để xuống này không, để đây báo này, để đây báo này không, thậm chí là anh em cầm bài lên tay mà đúng cách là nó vẫn báo này không đó, em thấy nè nó có cái cao độ nữa nên nó là anh em cũng dễ chơi lắm. Dòng này giá nó mềm nhưng mà chơi cũng rất là ok. Các bài đây nè, nhưng mà chia ra một chuyện, nó báo ra một chuyện, báo báo thử nó báo ra một chuyện nhưng mà độ chuẩn xác hay không đó là anh em phải chia thử mới biết nha. À. Dòng này á là đây là chỉnh mấy người đây. Anh em lưu ý khi dùng máy đánh bài là phải luôn luôn nhớ cho tôi là anh em chỉnh bài nào thì phải chia bài đó nha. Chỉnh bài cào chia bài cào, chỉnh bài cào chia sập xám thì báo sai nha. Đó, anh em lưu ý. Để xuống này. Các bài này, chia thử đúng không nha.
Nè, em bây giờ để xuống này. Để xuống này. Đây, các bài ra đúng không? Nè, tục thứ 4 lớn nhất này. Trước khi chia mình đã biết rồi nên là mình rất là dễ dàng để xoay sở và là chủ tích uống nha. Thứ 4 lớn nhất này. Đó, ok chưa? Ví dụ trong quá trình mình chơi á thì có người ra người vào thì mình có thể dùng phím tăng giảm âm lượng để tăng giảm số người chơi này. Đó, 5 người này. Tất cả những âm thanh này á trong quá trình mình chơi sẽ được báo qua tai nghe siêu nhỏ. Tai nghe siêu nhỏ mấy tí như này. Cái tai nghe kỹ thuật số nha, như phần đầu tôi giới thiệu đó. Còn cái màn hình á thì trở với màn hình đen hết à. Anh em không phải lo đâu. Trở về như thế này này. Để bài xuống này, các bài ra. Ha. Là tụ thứ hai sẽ lớn nhất này, nhưng mà anh em lưu ý là chia đúng 5 tụ. Ha, chín nút này. Chơi rất là ok này ha, báo rất là chuẩn. Đây là cái dòng bài bài cao là như vậy. Còn những giờ chơi chơi sập xám là chơi bài liên. À, thử bài liên cho em xem đi. Liên thì nó sẽ tính liên tính sáp nha. Cào thì nó không tính. Nói chung là máy nó có nhiều chế độ chơi, anh em áp dụng vô từng sân chơi thôi. Cào đây giờ mà cào thử liên cũng như vậy. Khi nào anh em có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng máy này, nhưng mà đến bài Samsung A02 này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha. 079 791 43, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Cơ sở của tôi thì gần ở chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở gần thì cứ qua thử thoải mái nha. Còn những anh em ở xa không có thời gian tới cơ sở này thì cứ liên hệ, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tới cái cơ sở gần nhất với chỗ anh em ở. Ví dụ như ở ngoài Bắc thì anh em có thể xuống bến xe Mỹ Đình ở Hà Nội. Ở miền Trung thì anh em có thể lên Tây Nguyên, chỗ đó là bến xe Đức Long và Gia Lai nha. Ở bến xe miền Đông và bến xe miền Tây. Nói chung là anh em có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại, tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em nha. Đó, cái giao diện tiếng Việt hết cực kỳ dễ dùng này. Đó, anh em thấy không? Dòng máy này chơi rất ok. Máy này có nhiều chế độ chơi lắm. Rồi, anh em có nhu cầu muốn sở hữu thì cứ liên hệ nha anh em. Ngoài máy đánh bài ra thì bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bảng hack game và cung cấp quy luật game ở trên di động là đều có hết nha. Máy đánh bài và các loại tai nghe ha, đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo. Xin chào.